Mừng Tết đến và Lộc đến nhà nhà thì các bạn nào có muốn mua robot thì hãy đến với shop robotviet.com nhé. Ở đây bán robot giá rẻ và uy tín chất lượng. Và nếu mà bạn nào có nhu cầu nâng cấp premium thì cũng có thể nâng cấp tại đây luôn nhé. Ok. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và như các bạn có thể thấy thì đây là một cái vật phẩm để mà chúc mừng năm mới, năm Kỷ Sửu năm nay đấy. Và mình cũng không biết là cách nào để mà có thể lấy được vật phẩm này nữa. Thì hiện tại thì nó chỉ mới ghi một cái phần mô tả là chúc mừng năm mới, năm Kỷ Sửu thôi. Đó, thì năm nay là năm con trâu nè. Nó cũng là năm tuổi của mình. Là tuổi con trâu thôi, chứ mình là mình đinh sửu cơ. Thì đây là một trong những cái vật phẩm mà theo cái chủ đề năm nay đó là năm con trâu nè. Ở cái mặt này mình thấy là khá là baby, dễ thương luôn mọi người ơi. Đây mình zoom cho các bạn xem nè. Nhìn mặt rất là baby luôn. Mình theo mình đoán á, cái vật phẩm này á, chắc là nó sẽ từ gift card quá mấy bạn. Tại vì chưa có thông tin cụ thể. Không lẽ cái này nó từ promo code thì nó hơi bị xịn luôn á. Và cũng rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi Roblox nó không ra vật phẩm miễn phí, cũng như là code miễn phí. Chắc cả tháng nay. Đây là cái phần review này. Nó có một cái đầu. Để mình try on thử coi cái đầu này nó sẽ như thế nào ta. Nó có to không? Mình cảm giác là này nó sẽ bị to đi. Try on thử nha. To nè mọi người, cái đầu nó hơi bị to luôn. Để mình coi coi, mình cũng đang hóng hớt là cái vật phẩm này nó sẽ là cái gì nữa. Là bán bằng Robux hay là cóp miễn phí hay là từ gift card Roblox. Hết hiện hình luôn rồi mọi người. Nó đơ luôn rồi. Thôi bỏ qua cái phần đó đi, thì mình sẽ để cái link vật phẩm body đó ở phần mô tả video để các bạn có thể tự khám phá nhé. Thì ở đây, ở cái phần gốc ý tưởng video trên Discord Tâm Trại Gà Bà Mây á, thì có một bạn gửi cho mình một cái link vật phẩm này. Cái đầu này này, bạn ấy bảo là kêu mình xây vòng vòng đi thì nó sẽ đổi màu rất là thú vị luôn. Ok, và thì mình sẽ review cho các bạn xem luôn nhá. Ok, ông phải sao anh. Mình bật cái chế độ 3D lên để có thể xây chiều đủ mỗi góc luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy nè. Nè, nó chuyển màu nè các bạn thấy không? Thì nó sẽ có theo ba tông màu, đó là màu tím, xong sau đó thì màu đen rồi tới màu xanh. Nè, đen, màu xanh. Rất là thú vị luôn mọi người ơi. Này. Nhìn đã vãi, nhìn ảo lắm luôn á. Đương nhiên là mình sẽ cũng để cái vật phẩm cái đầu này ở phần mô tả video luôn nhá. Để cho bạn nào có nhu cầu mua thì mua nè. Thì nếu trực diện như thế này thì các bạn có thể chỉ nhìn thấy màu tím thôi. Còn nhìn trực diện này thì là màu xanh thôi. Ở phần đây thì nó có cái phần comment này. Thì cũng đã có người mua vật phẩm này rồi. Nhưng mà chưa thấy người sử dụng đâu nhỉ. Tại vì cái lúc mà mình có review trước á, mình coi thì mình thấy có người đã sử dụng cái đầu này và comment rồi. Nhưng mà bây giờ chắc họ đổi skin rồi á. Cái mình không thấy nữa. Không thấy rồi. Mà mình nghĩ là cái phần video của mình ở đây được rồi nha mọi người ơi. Thì có những cái vật phẩm nào đặc sắc nữa thì các bạn có thể đóng góp ý tưởng video trong Discord Tâm Trại Gà Bà Mây, hoặc là để comment với YouTube ấy. Mình thấy khá là thú vị thì mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Và nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy nhớ bấm thích cho mình nhé. Bye bye.